Mình đi làm công ty khởi nghiệp, cái công ty startup đó nó có quá nhiều thứ để làm. Mình làm marketing, mình làm marketing mà mình còn làm gọi là người đầu tiên làm marketing nữa. Mình bước vào công ty mình làm marketing, mình xây dựng hệ thống cho công ty. Lúc đó nha, vào với vị trí kiểu như là marketing manager nhưng mà không có member, không có nhân viên. Đó, nghe nó rất là sang nhưng mà cuối cùng là mình tự quản lý mình chứ ai. Có quá nhiều thứ làm. Lúc đó mình mới nhận ra là có cả trăm task để phải xử lý trong vòng 1 tuần hoặc 1 tháng, và nếu mà không xử lý được những task đó thì các bộ phận khác, các phòng ban khác, họ cái kết quả của mình đó, nó liên quan rất nhiều cho đến liên quan rất nhiều tới đến bộ phận như là sale, liên quan đến cả tuyển dụng luôn, liên quan đến cả HR, liên quan đến cả sản phẩm. Có là cái công việc của mình nó dính 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 rất nhiều đến những công việc khác, thì chỉ cần mình không hoàn thành được 100 task đó thôi là cả công ty sẽ bị chậm và mình sẽ bị complain rất là nhiều. Đó là lúc mà mình nhận ra là mình không thể nào mà mình quá chu toàn cho mọi công việc được. Ở mỗi công việc mình chỉ có thể dành một cái quỹ thời gian nhất định, thì mình sẽ biết là ok, công việc này tới đây là đành 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 đành. Khi nào mà mình dư thời gian nữa thì mình mới quay lại công việc đó, mình làm kỹ hơn tí, chỉnh cho hơn tí. Hoặc là có những công việc nó cực kỳ quan trọng, nó quá quan trọng đi, nó không thể nào mà kiểu như làm ở cái mức mà 5 6 điểm được, thì mình sẽ phải cố gắng mình dành thêm thời gian cho nó, mình đầu tư cho nhiều hơn một tí thôi. Nhưng mà mình cũng không bao giờ cố gắng mà để làm công việc đó lên 10 điểm, tại vì nếu mà mình tập trung làm một công việc 10 điểm á thì 99 công việc khác ai làm. Và các bạn biết không, đối với một một số cái workload á, một số công việc á, khi mà mình làm từ 0 điểm cho lên đến 5 6 đến 7 điểm, nó chỉ tốn thời gian khoảng có khi là một ngày hoặc là vài tiếng thôi. Nhưng mà đối với workload đó, đối với cái nhiệm vụ đó, mình mà làm cho ra 10 điểm, cho ra 90 điểm thì nhiều khi mình phải mất cả tuần, mất cả tháng luôn. Nó kinh khủng như mức như vậy. Có là nếu mà muốn xuất sắc đến cái nhiệm vụ đó là nó mất quá nhiều thời gian. Ví dụ như một tháng đi, các bạn làm 100 nhiệm vụ mà được 7 điểm cả 100 nhiệm vụ đó, hay là các bạn chỉ làm được vài ba nhiệm vụ thôi mà các bạn được 10 điểm, thì các bạn thấy thấy cái nào có giá trị hơn? Có phải là các bạn làm 100 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ 7 điểm, hơn là các bạn chỉ làm được có 3 nhiệm vụ mà mỗi nhiệm vụ cho bằng 10 điểm luôn đó, mà mình chắc chắn là cũng không được 10, tại vì ngoài đời, ở đi làm ngoài đời á không có con số 10 cho mình, không ai chấp điểm cho mình cả, và mọi thứ á, nó chỉ là tốt hơn thôi, nó không có cái nào là tốt nhất cả. Bạn càng 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 muốn cho nó hoàn hảo thì không bao giờ hoàn hảo được.